em tính ôm em thôi. Trong đầu em lúc đó em nghĩ là anh ấy sẽ làm gì mình? Tại vì phải chứ, ảnh ôm em anh quàng cái dậy luôn đi. Cái này tự nhiên từ từ rồi ra cái rồi ra. À được rồi. Đó cua bò cua bò. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Một cặp vợ chồng rất đẹp đúng không chị? À, hai bạn ấy giới thiệu cho mình. Em tên là Hải Đăng. Thì năm nay em 24 tuổi. À, hiện giờ em đang là nhân viên thiết kế. Nhân viên thiết kế. Hải Đăng mới có 24 tuổi thôi hả em? Trời ơi, nghe cái tên em nhớ biển quá. Còn em? Còn em là Hương Giang. Em cũng bằng tuổi ông xã, 24 tuổi. Thường là Hải Đăng ở trên biển thôi, nhưng mà riêng cái cặp này là có một ngọn hải đăng ở ngay cái dòng sông Hương Giang. Cái đèn cái dòng sông Hương Giang. À chắc hai người quen nhau ở Huế đúng không? Dạ không. Anh thuận này thiệt à. Thế hai bạn quen nhau như thế nào? Sao? Em nhớ hồi đó là cho em có học chung lớp với một người bạn. Thì có một hôm tự nhiên cái bạn nó chạy tới nói với em á là Giang ơi, mà mình có cho số điện thoại của Giang cho một người bạn ở gần nhà á, có gì mà bạn nó mà nhắn tin Giang nhớ trả lời nha, đừng có làm lơ. Thì em hồi đó là em là sinh viên năm cuối, thì trong một ngày nghỉ học á thì em cũng chẳng biết làm gì hết, cái đi ra đi vô xong rồi cuối cùng quyết định ngồi dưới cửa ngắm trời, thì mới thấy có một bạn ở đối diện nhà là bạn đó tên Thái. Thì em mới cái nảy ra một cái ý định đó là chỉ cho vui thôi, thì em mới hỏi Thái là có em nào xinh xinh không cho xin số điện thoại. Thái mới bắt đầu lục tìm trong danh bạ điện thoại á, thì kiếm cho em được hai cái sự lựa chọn, một là tên Giang, hai là tên Phương. Cuối cùng là em thích tên Giang hơn nên em quyết định chọn tên Giang để mà em nhắn tin để làm quen thử. Rồi tới chừng gặp nhau thì sao? Cái cảm giác có giống như mình suy nghĩ không? Cái lúc mà anh nhắn tin á thì cũng có được người bạn nói trước rồi nên em có trả lời lại. Xong rồi cái anh đòi gặp em ngay luôn vào buổi tối đó. Tại vì cái trước lúc đó cái người bạn em nói là cái anh chàng này nghệ sĩ lắm nha, anh học ở bên mỹ thuật á. Em cũng thấy tò mò, em hình dung ra cái anh này nó nghệ sĩ ha, chắc là cao gầy gầy rồi tóc dài đeo mắt kiếng rồi cũng có thể có râu nữa, hay lưng khòm khòm á, giống như là em hay tập chuyện trang em thấy vậy. Cái lúc mà em gặp xong rồi á thì thật sự là hơi ngạc nhiên, tại vì anh hơi khác so với những gì em nghĩ. Anh rất là dễ thương, phong cách theo Hàn Quốc vậy á. Xong rồi cái vô cà phê nói chuyện với nhau, lúc mà nói chuyện á thì các anh này ngộ lắm nha, nghệ sĩ đâu mà không nói gì hết á. Toàn có mừng em nói nói hoài nói mãi thôi à. Bữa đó là trễ rồi, mà em từ chiều tới giờ em chưa ăn cái gì hết, cho nên là thấy hơi đói rồi. Mà thì cô này cứ huyên thuyên bất tuyệt, cứ hết nói về bản thân mình, rồi lại nói về cái người bạn thân của cô ấy mới đi chơi về. Em cứ lùng bùng trong lỗ tai vậy đó, lịch sự á, cho nên em phải cố gắng mà em lắng nghe thôi. Bây giờ không biết làm sao hết, cảm thấy giống như là nó ám ảnh trong đầu em. Nó đói bụng quá mà nhớ. Đúng rồi, với lại thì ảnh ngồi anh không có nói chứ anh cười không mà. Không thì đúng là phải nói chứ không em. Bây giờ mình gặp nhặt nhau nè, nhìn nhau bốn mắt không. Mấy ngày sau, không hiểu sao gọi là lại nhắn tin cho em. Vậy hả, em nhắn sao? Tại vì hôm đó là mấy nhỏ bạn gái á rủ nhau là hôm nay đi nhậu đi. Thì có uống vài chai bia với nhau. Uống xong rồi cái người em nó lân lân rồi. Mất kiểm soát phần nào rồi đó. Em cũng nhà xa nữa. Thế là em mới nhắn tin nhà này trở về giùm. Em nhắn xong cái anh trả lời liền luôn. Ok là pin nóng liền. Thì lúc mà trên đường về gần tới nhà rồi, cái hơi men trong người vẫn còn nhiều quá. Em sợ là về cái mẹ la. Cái em nói thôi nhớ có cái bãi đất trống nhà, nói anh này dựng nó đi. Lúc đầu hai đứa nói chuyện vui vẻ, em ngồi em nhìn trăng, cái tự nhiên em thấy cái gì ngọt ngọt sau lưng. Thì em thấy vậy cái em tự em suy nghĩ liền, cái trời làm gì vậy ta, nếu mà tát từng cái là chắc không gặp nhau nữa đâu á. Bây giờ hai đứa đi ngắm trăng rồi nhột nhột sau lưng đó. Bây giờ cái nhột nhột sau lưng đó là cái gì? Lúc đó là trăng nó chiếu thẳng xuống luôn, em nhìn cái nét mặt của ấy lúc đó là rất là buồn luôn á. Thì em mới nghĩ là cô này chắc có chuyện buồn gì mới đi nhậu, thì em mới quàng tay ra. Nhưng mà cô này có phản ứng thái quá là gạt tay em ra. Ủa mà em thò tay sau lưng người ta làm cái gì? Em tính ôm em thôi. Trong đầu em lúc đó em nghĩ là anh ấy sẽ làm gì mình? Tại vì phải chứ, ảnh ôm em anh quàng cái dậy luôn đi. Cái này tự nhiên từ từ rồi ra cái rồi ra. À được rồi. Đó cua bò cua bò. Vừa làm vừa suy nghĩ sau đây là gì nữa nè. Khi mà em quyết định là em cua bò lưng cổ, em có dừng lại ở cái mức độ là chỉ có ôm eo không?
tiếp theo là ôm đầu. Ôm đầu ngã vô vai em. Tiếp theo là chắc nhìn qua nhìn lại coi có ai không. Rồi tiếp nữa. Chụp một cái. Tới đó thôi. Rồi sau cái ngày hôm đó, sau cái đêm đó đó thì cổ phản ứng với em như thế nào? Sáng hôm sau thì điện thoại em có tin nhắn tới. Sự là em nhắn cho người bạn thân. Em nhắn là tự nhiên hôm qua tao nó ngồi ngắm chăn cái nó kêu khè. Cái nó kêu khè lưng tao. Tao tưởng là nó làm gì tao á, tao sợ cái tao gạt tia ra. Em nhắn tin cho bạn nhưng mà gửi lộn qua cho chồng em. Dạ đúng đó. Rồi em khi em nhận được cái tin dễ sợ vậy thì cảm giác em sao cưng? Cảm giác là an ức, tại vì mình đâu có phải là mình lần mò cua bò đâu. Mình là tính mình ôm, mình tỏ tình đàng hoàng. Thứ hai á là không được vui vẻ vì cô ấy gọi em là nó. Thì em cũng nhắn trả lời lại là lộ số rồi. Tôi như bạn là tôi không có nhắn tin đâu mà tôi phải hẹn cho ra hai mặt một lời. Tại sao kêu tôi bằng nó đúng rồi. Tại sao mày kêu quên, tại sao em kêu tôi bằng nó? Thì lúc đó đúng là em oan ức thiệt. Thì cuối cùng là em đã hẹn cô ấy ra. Thì cà phê thì hai đứa bắt đầu nói chuyện, giải tỏa được những cái vấn đề trong cái khúc mắc lúc đó. Bao giờ em có thể lặp lại được cái hành động là ngã đầu gối vào vai rồi sau đó làm cái chuột là bao lâu? 3 tháng sau. Ba tháng sau. Hồi hộp không cưng? Thì hôm đó thì anh chở em đi chơi, anh nắm tay em chụp mặn mẻ lắm, xong rồi anh nói em á là Giang là bạn gái của Bin nha. Em mới từ từ em ngã lên đầu mừng vô vai ảnh. Đúng điều ước mơ đó. Không có. Ủa rồi tỏ tình rồi xong rồi bao lâu thì cưới? Từ từ em quen nhau khoảng được 2 năm rồi. Lúc đó hoàn cảnh vẫn còn đang khó khăn nhưng mà thực sự là rất là yêu cô này rồi. Thì em mới suy nghĩ là có một cái gì đó thật là đặc biệt để mà tặng cô ấy. Cuối cùng em suy nghĩ ra là em có một viên đá màu đỏ, sau đó là em xin một người bạn một cái miếng da. Da gì? Dạ da bò. Da bò. Em mới quấn lại đính cái viên đá lên để mà tặng cho cô ấy. Làm bằng cái nhẫn hả? Dạ làm thành cái nhẫn. Người ta là nhẫn cỏ, em là nhẫn da bò. Người ta cho em nhẫn cỏ còn anh cho em nhẫn da bò. Khi mà em vừa bước lên anh đã chú ý vào cái ngón áp út của em rồi. Yeah. Hình như đó là chiếc nhẫn da bò của chồng em đang em, đúng chưa? Dạ yeah, bà xã em nhận cái nhẫn này, cái phản ứng của cô anh sao? Khi mà em làm chiếc nhẫn á là mình suy nghĩ á, chắc là xúc động dữ lắm á. Nhưng mà cuối cùng khi mà em tặng cho cô ấy á, thì cô ấy nhìn em cười. Lý do sao cười? Cười hạnh phúc, cười hạnh phúc, cười bất ngờ. Tức là cười sao? Cười là cười châm biếm. Cười hết cỡ. Đâu cười sao đâu, cười vậy đúng hả? Sao vậy, sao cười cứ? Tôi phải cười mỉm thôi chứ cười, cười như ma làm cười ha ha ố ố. Tại vì cái lúc mà anh tặng em cái nhẫn này á, tụi em đi chơi. Cái về đến nơi cái anh kêu, anh nắm tay em là anh kêu đợi chút. Cái tự nhiên cái anh móc ra cái nhẫn. Xong rồi anh quỳ xuống. Anh nói là em có muốn lấy anh làm vợ không? Trời ơi, trời ơi. Nghĩ sao mà hỏi tôi. Em có đồng ý lấy anh làm vợ không? Em rất hạnh phúc luôn. Hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ cũng 2 năm. 2 năm. 2 năm rồi. Khi mà cưới nhau rồi chắc chắn anh chồng này cũng tiếp tục mang một cái sự lãng mạn đến với em đúng không? Dạ, nó bớt lại. Bớt hả? Dạ, cái điều đó cũng làm cho em hụt hẫng phần nào á. Tại vì hồi đó anh là nghệ sĩ mà anh lãng mạn lắm á. Khi mà vào đời sống vợ chồng á thì mình vẫn còn cái tâm hồn lãng mạn nhất, nào lúc nào em cũng vậy hết. Còn anh thì đã giảm đi rồi. Còn Hải Đăng, còn cái gì mà em thấy vợ em thay đổi so với lúc mà yêu nhau không? Vợ em có một cái là khi mà vợ em về thì em phát hiện ra là vợ rất là lề mề. Rất là lề mề. Hậu đậu nữa. Hậu đậu nữa hả? Lề mề hậu đậu. Hiểu rồi ha. Còn bây giờ hậu đậu sao? Thì giống như là ở trong nhà em, ví dụ như trong nhà em đang ngồi vậy á thì đường có sẵn đường đi, thẳng đường đi, không biết sao đi sao cứ đi qua là tán em cái, lại đá chúng em cái, cho nên là em thấy khá là hậu đậu. Em cũng không hiểu gì sao á mà em hậu đậu như vậy á, mà anh cứ la em hoài, mỗi lần ra em làm gì mà cứ hút vô anh hoài vậy, đường đi á xong đi cái em nói là trời ơi, đâu có cố ý đâu, em cũng đâu có hiểu gì sao đâu, mà tự nhiên anh ngồi dẹp vô đi cho em đi. Thực ra khi mà mình có con á, cái bản năng người phụ nữ á, chắc chắn là em phải bớt cái lề mề đi rồi. Có nghĩa là mọi người phải khắc phục một chút xíu nữa. Được không? Rồi. Tự hứa với nhau nghe. Dạ. Yeah. Rồi. Tụi em hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Chị.
tôi em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi em yêu chân thành đành thắng, cầu chăm được người tình như tôi đã yêu em. Trời ơi, lãng mạn. Lãng mạn. Trời ơi, bây giờ thì em đã hiểu chưa? Trời ơi, rồi mỗi lần em biết chưa vậy, gia đình em có biết không? Dạ, cũng may là gia đình em không biết. Tại vì em thức đêm, gia đình em nghĩ là em học bài không à. Chứ nếu mà em biết em thức đêm mà tương tư á, chắc cạo đầu em luôn. Trời ơi, chị giống hoàng tử với công chúa quá vậy. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Đỗ Thanh Phong, năm nay 30 tuổi. Em làm cố vấn dịch vụ Toyota. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc, em năm nay 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thế hai bạn gặp nhau khi nào? Em hơn ông xã 1 tuổi đúng không? Cô dâu là 31, chú rể là 30. Nhưng mà thực ra nhìn em trẻ hơn chồng em rất là nhiều, trẻ hơn nhiều lắm á. Vợ chồng em gặp nhau là do hôm đó nhỏ bạn nó rủ cái nhóm đi chơi, thì có rủ cả chồng em nữa. Nhưng mà khi đi thì tới điểm đó tụi em không thuận đường, không rước chồng. Thì nó mấy giờ em gọi điện thoại xin lỗi vì không có rước được. Ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa mới nghe giọng vợ em thấy cũng hơi chua xíu. Nhưng mà nói chuyện một hồi thì thấy cũng vui, hài hài mà tếu tếu nữa. Nên bảo em mới xin số điện thoại để có gì tiện liên lạc làm quen tám tiếp. Nói chuyện qua một tháng thì em mới quyết định là hẹn gặp vợ em. Cái ấn tượng đầu tiên gặp vợ bạn thì... Khi mà đến chỗ vợ em làm thì em mới đảo vài vòng quanh bùng binh để thăm dò đồn địch coi xem địch như thế nào. Ai ngờ địch xinh hơn mình tưởng tượng. Tự nhiên là thấy bối rối lắm, tim đập mạnh, thấy không biết làm sao á. Nên bởi vậy mới quay về. Đẹp quá vậy luôn. Dạ không, mà đi được mấy km thì mới nghĩ rằng thôi giờ mình là đàn ông, đó hẹn với người ta rồi phải đến gặp mặt chứ. Xí chị hỏi nè, trước khi tụi em có cái buổi mà gặp mặt lần đầu tiên đó là tụi em đã biết mặt nhau chưa? Dạ chưa. Nói chuyện qua điện thoại mà thấy vui chị. Tâm đầu ý hợp. Anh nói chuyện điện thoại á thì tiếu lắm chị, mà rất là mạnh dạn. Thì em thấy vui thì hẹn thì em mới ra thôi. Ai ngờ khi ra cái là không nói gì, nhìn em hoài mà em thấy du duyên. Tự nhiên gặp ta mà cứ nhìn hoài là ấn tượng xấu luôn chị. Ủa vậy đó hả? Làm sao mà em gặp cổ là em biết liền là cô này là cái người mà em đang hẹn? Ngay chỗ vợ em làm chỉ có một mình vợ em thôi. Khi mà vô gặp vợ em thì thấy gương mặt trái xoan, mà đôi mắt lúc đấy là long lanh mà hơi buồn nữa, thấy coi như bị hấp hồn vậy á. Hấp hồn. Vừa mới vài gặp mặt là em quyết tâm đeo đội liền. Trước lên kế hoạch là đầu tiên là tổng đài 1080 để lắng nghe tâm sự của nàng. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Thứ hai là thanh đen của nàng, chỉ cần nàng cần là có mặt liền. Nàng nói thích ăn cái gì hay là thèm cái gì là cho dù đường xá xa xôi, nắng mưa như thế nào là em cũng phóng cái véo lên liền. Trời ơi, vậy thì em có cảm động với những cái tấm chân tình của thằng đèn không? Lúc đó do là em một phần được nhiều người đeo đuổi, một phần thì anh nhỏ tuổi hơn em. Tiêu chí của em quen bạn trai là phải lớn tuổi hơn em, rồi phải chững chạc nữa. Anh vừa nhỏ tuổi mà còn lại là sinh viên, cho nên loại liền. Rồi sao cưng, 6 năm trời không được rồi em làm cách nào mà em chinh phục được vợ em hay quá vậy? Lúc đó em mới viết thư gửi cô ấy, bày tỏ nỗi lòng, mong cô ấy hiểu được tấm chân tình của mình. Trong những đêm mà em thức trắng đêm mất ngủ do nhớ cô ấy, mà lá thư đó là thấm đẫm nước mắt do em khóc vì cô ấy. Những lúc đó thì em có biết cái lá thư đó là nước mắt của anh? Thật sự ra thì mấy lá thư đầu anh gửi cho em em nhận, em đọc xong em cất đó, không trả lời lại luôn. Tại có bạn trai rồi nên em nghĩ là có trả lời lại thêm hy vọng. Cho tới lá thư thứ năm thì cũng hơi xúc động, tại vì ảnh lòng một bài thơ của nhà thơ Pushkin á, cái bài thơ Tôi yêu thầm á. Và cái bài đó làm sao chị không nhớ ta? Tôi em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hai hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi em yêu chân thành đành thắng, cầu chăm được người tình như tôi đã yêu em. Trời ơi, lãng mạn. Lãng mạn. Phải nói là quá tuyệt vời. Xúc động quá mà té đến luôn. Trời ơi, bây giờ thì em đã hiểu chưa? Trời ơi, rồi mỗi lần em biết chưa vậy, gia đình em có biết không? Cũng may là gia đình em không biết.
Tại vì em thức đêm, gia đình em nghĩ là em học bài không à. Chứ nếu mà em biết em thức đêm mà tương tư chắc cạo đầu em luôn. Đâu. Còn em có biết cái điều đó không? Dạ em không có biết. Sau này á lấy nhau là ảnh nói em mới biết. Vậy là lúc đó cảm xúc em sao? Hơi tội tội. Cho nên em quyết định là thư này em phải trả lời. Nhưng mà em trả lời từ chối. Trời ơi. Đứng đau thiệt á. Thế các bạn lúc mà bạn nhận được cái lời từ chối đó thì như thế nào? Tại lúc đó em đau khổ, tuyệt vọng, chán nản, không có thiết tha mọi thứ gì trên đời hết á. Nhiều lúc rồi còn nghĩ đến tự tử nữa. Nhưng mà sau vài tháng á, em mới nghĩ là phải cứng rắn lên. Lúc em lao đầu vào học hành, lao vào làm những việc khác. Ví dụ như là quen những người gái khác để quên cô ấy lấp đầy khoảng trống. Mà ai ngờ càng quen nhiều người anh gái á, thì lại càng không thể quên được. Rồi thì đến bao lâu thì hai bạn mới hội ngộ lại nhau? Dạ sau 3 năm đeo đội và 3 năm không gặp, em mới chợt nhớ người xưa, mới điện thoại hỏi thăm, mới biết là cô ấy đang cô đơn. Em gặp lại anh thì anh đi làm rồi, cho nên nhìn thấy anh chững chạc hơn, nên em thay đổi cái tư tưởng của mình, suy nghĩ lại. Thì sau vài lần đi chơi á thì cũng vui, tới cái lần tụi em đi karaoke, anh mới tỏ tình. Mà tỏ tình lạ lắm chị. Đâu lạ hay sao đâu? Anh đè cho em, anh hôn luôn. Trời dạ. Trời không bắt đầu. Hãy không không ai cho hỏi cái nụ hôn lợi dụng mà là nụ hôn sai khỏe. Lúc đó em thừa nước đục thả câu. Đó. Lần đầu tiên. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tấn công bằng thư á là không có thành công rồi nên bà rút kinh nghiệm đợt 1. Đó, lần thứ hai là phải tấn công bằng hành động. Hay quá. Con đấy lạ không? Cái người nào mà người ta quyết tâm làm thì thường là thành công. Rồi thì sau khi được bạn này đồng ý thì bao lâu thì hai bạn quyết định đi đến hôn nhân? Sau 2 năm 4 tháng. Gọi là hai người này biết nhau trời là 8 ơi. Năm 4 tháng đó. Rồi bây giờ là hai bạn có em bé chưa? Dạ chưa. Chắc có lẽ là rất là đầm ấm, không có một cái gì cãi vã đúng không? Dạ không có, anh cưới về rồi em mới phát hiện ra anh này rất là nóng tính. Vậy hả? Vừa nóng tính mà lại rất là mê chơi. Tôi nhìn tôi không nghĩ là bạn mê chơi đâu nha. Nhưng mà chơi cái gì? Ham chơi bi-a lắm chị. Trời ơi, ghiền coi như là không có nghĩ tới vợ luôn. Ngoài cái chuyện mê bi-a ra, bạn còn mê gì nữa không? Em còn mê mô tô. Anh thử tưởng tượng coi, hồi trước thì đi đâu làm về cũng vợ ơi hôn cái chốc. Hồi hỏi là vợ ơi hôm nay giờ làm có mệt không? Còn bây giờ từ lúc mua mô tô về là thay đồ qua cái cặp cái vỏ đó, xong cái ôm xe nè, lao xe nè, chùi xe nè, cứ xăm soi xe miết, không hỏi vợ gì hết trơn á. Thì bực em đó hoài. Thì bởi vậy sau hôn nhân em mới vỡ lẽ là vợ em rất là hay cằnh nhằn, nên vợ em mới nói thôi đi, mà bắt đầu mà nói nữa là em quạo lên rồi. Trời, đang tuôn trào, tự nhiên kêu thôi đi, đâu nín được đâu chị. Vậy mỗi lần chồng em nóng tính thì cái đô nặng nhất của ổng thể hiện ra là gì? Lần đó ảnh xém quýnh em. Trời đất ơi, phải không? Không bao giờ em có ý định quýnh vợ em. Tại lúc đó vợ em nói hoài, em nói thôi đi. Thế em mới tức lên, em mới quýnh vô tường coi như là xả cơn giận vậy thôi. Không, quýnh vô tường nghĩa là quýnh mình không, rồi. Nhưng mà tại vì lỡ như không có bức tường thì là em sao, cho nên là coi như xem quýnh rồi. Cái từ từ bất ngờ này quá bất ngờ khác vậy trời. Vậy lúc đó nếu như ổng quýnh em thì sao? Trời, ảnh mà quýnh em là chia tay liền, dứt khoát chia tay vậy liền. Trời ơi, có khi nào nha, chị hỏi này nè. Lâu lâu em nhìn vợ em á, em nhớ lại nguyên một cái khoảng thời gian em phải làm thần đèn á, tự nhiên em cảm thấy bực bội, em muốn trả thù giặc không? Không, còn hỏi ác ghê. Thật sự á, cái khoảng thời gian mà em quen đến đeo đội thì nhiều khi cái đó là khoảng thời gian mà em thấy là đẹp nhất. Rồi hỏi lần nữa nè, ví dụ mà không có bức tường thì coi là em có quýnh vợ em bữa đó không? Dạ không, chắc chắn là em bỏ đi thôi. Câu nữa nè, bây giờ nè, visa nè, vợ nè, với xe, số nào số 1, số nào số 3 nè. Chắc chắn vợ là số 1 rồi. Dạ, xe là số 3. Ủa sao sao xe số 3? Tại giờ, giờ là đang thích visa rồi. Không sao đâu, tại vì mai mốt nếu có con á thì chắc chắn là cái số thứ tự đầu tiên á chắc có lẽ là dành cho con rồi. Chị hỏi vậy là để cho em yên tâm. Dạ. Nhưng mà ví dụ em cho quyền vợ em cằn nhằn mấy lần thì em sẽ không nổi nóng. Bình thường thì em nhịn, em không nói gì hết. Đến khi nào mà em thấy bực rồi á, em mới nói là thôi đi. Đến lần thứ hai, lần thứ ba là lúc em sẽ nổi nóng. Có nghĩa là em cho phép cổ cằn nhằn làm sao để cái lần thôi đi thứ nhất là có thể chấp nhận. Thôi đi lần thứ ba là có chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hỏi thêm xíu nữa thôi. Tức là từ cái chữ thôi đi đầu đến cái thôi đi thứ nhì cách nhau được khoảng thời gian là bao nhiêu? Dạ chắc khoảng 10 phút.
10 phút, trời, từ lần một lần thứ nhì 10 phút là quá nhiều đó. Nhớ vậy thôi chứ không đưa tới vậy đâu. Sau đây em sẽ có quyền cằn nhằn chồng em trong vòng là đúng 10 phút. Em để đồng hồ báo thức đúng 10 phút em ngưng luôn. Không bao giờ có chuyện nổi nóng nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, hai được. Bạn mong muốn người bạn đời của mình thay đổi như thế nào? Em thì em mong muốn và em bớt cằn nhằn đi. Còn em? Em thì em mong muốn chồng em bớt nóng tính lại, biết kiềm chế lại, với lại biết lo dành thời gian cho gia đình hơn, đừng có mê chơi quá. Tức là bớt pizza đi đúng không? Em dạ. Cho quyền thời gian chồng em á, trong một ngày á, dành bao nhiêu thời gian cho pizza? Một tuần 2 ngày và mỗi ngày 1 tiếng. Được không em? Quá được đi chứ. Thôi vậy là được quá rồi. Em cho quyền chồng em á, một tuần 2 ngày, dạ. Mỗi ngày 1 tiếng. Dạ. Còn chồng em cho quyền em á, là một lần cằn nhằn vậy 10 phút. Em đâu thấy em cằn nhằn, em thấy em hơi nói nhiều chút xíu thôi. Thì tôi nói trong 10 phút thôi rồi ngưng. Được chưa? Dạ. Được. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn. Thì em hỏi thằng bạn á là cái bé nó tên gì. Ai ngờ thằng bạn nó lại nhìn ra nhỏ kế bên. Nó kêu là tên là Thúy. Cái em ra, em gặp rồi dỗ dỗ bà. Thúy, Thúy, em là Thúy phải không? Cái quay ra, chửi. Vui gì? Cha này, tôi là thiệt mà. Trời, là lúc đó mắc cỡ và cố trốn lên xe luôn. Em mà cứ mua món gì về á là đầu tiên á, cái này bao nhiêu tiền? Trời trời, cái này của nhà quá trời rồi. Còn mua mua cũng không biết làm gì. Nhưng kiếp cũng kiếp khôn lắm. Mở ra biết á, mà món mà phù hợp với bản thân mình á, nghĩa là chỉ im im, chỉ cẩn tiện với cười á. Cũng được, cũng được. Mời hai bé ngồi. Nhìn hai bé chắc 20, 21 hả cưng? 20 không? Em 29 năm trước. Là sao? Dạ, năm nay em 29 tuổi. Trời ơi. Cái gì? 29 tuổi. Dạ. Con bé. Dạ, em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, hai vợ chồng. Hai bạn hãy giới thiệu về mình. Em là Trần Hà Vũ Luân, em đang là kỹ thuật viên. Đây là bà xã của em. Em tên Nguyễn Mỹ Hiệp, hiện tại là nhân viên văn phòng và em đến từ Đà Nẵng. Thế thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau giống như là duyên trời định vậy đó. Trước đây á là đồng nghiệp với nhau. Em á thì làm ở Sài Gòn, còn vợ của em á là làm ở Đà Nẵng. Có một hôm là công ty tổ chức đi chung hết tất cả cái chi nhánh tối trên đó, đó là nhóm của tụi em đi cồng chiêng ở trên Đà Lạt á. Tự nhiên cái em nhìn vô trong góc á, có một con gái ngồi im mà giống như bị tự kỷ vậy, nhưng mà nhìn nó khuôn mặt thấy sáng ngất ngây vậy. Wow. Giống như em bị sét đánh vậy đó. Dạ, thật ra thì không phải là tự kỷ mà là do là em bị xe à. Nhìn qua bên kia thì em cũng có để cậu đi thấy cậu đi là trên xe là có nhảy múa rồi. Em nghĩ em đầu là cái tên nhóc này mình á thì mệt muốn chết mà nó cứ nhảy tưng 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 mình là thấy ghét luôn. Chúng mà chơi xong á thì em hỏi thằng bạn á là cái bé nó tên gì. Ai ngờ thằng bạn nó lại nhìn ra nhỏ kế bên, nó kêu là tên là Thúy. Cái em ra em gặp rồi dỗ dỗ bà, Thúy, Thúy, em là Thúy phải không? Cái em quay ra chửi vui gì cha này, tôi là thiệt mà. Trời, là lúc đó mắc cỡ và cố trốn lên xe luôn. Sáng hôm sau là tổ chức là đi chơi chung hết tất cả. Em thì em tia chị ra rồi, chị cứ đi đâu em cứ đi theo sau rình thôi. Đến lúc mà chắc chị đi chơi nhiều chị mệt, chị ngồi xuống dưới. Em ngồi vực dưới, ảnh ngồi ở trên, tự nhiên đôi đá xuống. Hiệp, tối nay hai anh với em chở đi xe đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương nha. Cái em nói là vui duyên, có quen biết gì đâu mà xe đạp đôi. Mà nhìn cái túi mỏng đét như nó, liệu có đạp cái xe nổi hay không mà đòi chở em. em cứ nghĩ là... Tự nhiên cái bạn lĩnh đàn ông nữa lên, em xà xuống để anh bế thử em nha. Coi anh thấy coi anh có yếu không. Nếu mà anh không yếu thì tối anh chở em xe đạp đôi nha. Cái gì chị la làng thêm lần nữa. Trời, vô duyên, ở đây đông quá nhiều người không biết bắt cỡ hả. Cái chị chạy lên xe mất tiêu luôn. Chưa kịp bế hả? Rồi em chỉ xà xuống thôi là bị chửi rồi. Em lại cứ kỹ là kích anh này thôi, nhưng mà ai ngờ anh làm thiệt, em hoảng quá. Sau đó thì team ai đấy về, có nghĩa là em thì về Sài Gòn, còn vợ em thì về Đà Nẵng. Nhưng mà trong quá trình đi chơi thì em có xin số điện thoại rồi, cho nên về là em dùng chiến thuật đẹp trai không bằng che mặt. Em nghĩ là về Đà Nẵng rồi là thoát khỏi cái tên hắc ám rồi. Ai ngờ ảnh có số điện thoại của em, cứ sáng đúng 7 giờ sáng là nhắn tin. Em chúc ngày mới vui vẻ, em ngủ gì chưa, đi làm nhé. Rồi quá lãng mạn. Vừa lên trên công ty á là Skype chat vô, em ngày đi làm việc có vui không, cái chiều cái tới bà về rồi em ơi. Ngày nào cũng như ngày đó. Ngày nào cũng như trong thời gian bao lâu? Khoảng nửa năm á, đến ngày 20 tháng 1
10 rất là đặc biệt. Câu đặc biệt sao? Ngày đó là cả nhà em á là đi chơi lễ hết rồi, mình em ở nhà. Thì đúng lúc đó là chàng gọi điện tới. Cái em nghe cái em buồn cũng tủi nữa, cũng có tâm sự. Xong em nói sống sao mà cũng buồn quá à. Rồi chết sướng hơn. Cậu nói là em mà chết rồi thì anh không biết là anh sống sao. Chị khóc khô hù luôn. Làm em phải dỗ. Dỗ qua điện thoại. Em dỗ sao? Dỗ sao? Thôi thì bắt đầu từ nay để anh chăm sóc em nha. Lãng mạn chưa? Có thể là từ đó là bắt đầu quen. Khi quyết định quen thì em sẽ ra ngoài Đà Nẵng để em xin phép bà mẹ cho hai đứa quen. Thôi ra tới ngoài đó giống như là một mình em chống mafia vậy đó. Ủa trời. Khi mà em có quen anh chàng này á thì em có gì có nói với gia đình em á là em có quen một anh chàng ở trong Sài Gòn á. Thì ba má em nói nhà có một mình mà xa nữa làm gì quen trong đó. Phản đối kịch liệt, không ai đồng ý hết. Vậy hả? Dạ. Rồi mới lừa đảo rồi sao cho nói quen. Em á nào là mắc kiến nè. Người thì nhỏ con, đâu có ai nhìn ra tuổi của em đâu. Tưởng như là lừa đảo rồi, nhiều lúc đem con mình vô trong Sài Gòn rồi bán luôn, ai biết chừng đâu. Trời ơi, không ai chấp nhận vậy đó. Gần tới ngày về thì em mới quyết định là vô thưa phép chuyện hai bác nói chuyện thẳng thắn cho một lần. Cái mẹ của bé Hiệp á nói với em là thôi thì con kiếm ai mà ở trong Sài Gòn á quen cho nó gần, cưới cho nó khỏe, chứ ở xa quá hai bác không có thể. Em nói lại liền, có gì đâu mà không thể hả bác. Nhà con nhà bác cách nhau có một cái máy bay thôi mà. Lên cái máy bay cái là tới nơi liền. Ví dụ mà cưới mà gần mà chồng không chịu cho về, rồi đánh đập say xỉn đánh đập thì cũng vậy thôi. Cái mẹ mấy em nói thẳng nha. Nói chung là hai bác không có chấp nhận hai con. Em cũng quyết định luôn. Dạ con xin nói hai bác biết á, con em quyết định là không có bỏ cuộc, con sẽ quay lại. Wow. Tao mới khi yêu là phải can đảm, phải coi như phải mạnh mẽ vậy chứ, đúng không? Lúc đó em lầy lắm. Thì cái cuộc nói chuyện giữa ba mẹ với ảnh là em không có tham dự, tại vì cũng sợ quá. Trốn. Chiều đó thì em có tiễn lên sân bay. Em nghĩ em đầu là tên này chắc ba mẹ mình làm quá, chắc là trốn luôn rồi. Vừa nói xong rồi quay lại, anh về nha em, anh sẽ chắc chắn quay lại. Dài luôn. Sau đó là về á thì em cứ gọi điện liên tục á, một tuần mấy lần gọi cho ba mẹ rồi hỏi thăm sức khỏe gì á, chắc khoảng gần 2 năm á. Cái ba mẹ có anh nói chuyện á, nói là thằng nó ngám dài quá, không cưới nó thì chắc cũng chẳng có thằng nào dám tới với mi đâu. Cho nên là thôi hai tụi bay cứ quen nhau đi, mệt quá luôn. Rồi không lẽ bây giờ em thì ở ngoài Đà Nẵng rồi bạn trai em ở trong Sài Gòn rồi, rồi vậy rồi chấp nhận rồi quen nhau. Khi mà ba mẹ của vợ em á mà chấp nhận á là em nói vợ em vô đây liền luôn. Em chuyển công tác vô đây sống làm việc luôn. Mới vô được có 2 tháng thôi thì gia đình nhà bên nhà trai á coi ngày và hối cưới luôn. Cái em mới gọi điện về nhà, mẹ mới nói gì mà nhanh thế, mới vô mà làm gì cưới nhanh nữa. Giờ nói với bên đó là ba mẹ không có gả nữa được không? Chứ trừ gả có tiếc quá, không gả nữa. Rồi sao? Lúc đó là em hoảng hồn liền, cho cưới xong rồi bây giờ kêu là tiếc quá. Em đi đăng ký kết hôn liền luôn. Trời ơi. Hay không vậy? Hay không? Anh này rất là mạnh mẽ nha. Giải thích với vợ em á là em cứ về nó máy vậy nè. Đăng ký kết hôn á rồi á, muốn mà hủy á thì phải ba lần cho nên mà em chắc cũng sợ. Rồi sau khi đám cưới thì hai bạn có những cái chuyện vui gì? Sau khi đám cưới thì em mới phát hiện ra Kiết là sao? Miền Trung á là Kiết, còn người trong này là Keo. Kiết kinh khủng. Kiết kinh khủng. Dạ, em mà cứ mua món gì về á là đầu tiên á, cái này bao nhiêu tiền? Trời cái này muốn nhà quá trời rồi. Mua cũng không biết làm gì. Nhưng mà Kiết cũng biết khôn lắm, mở ra biết á mà món mà phù hợp với bản thân mình á, nghĩa là chỉ im chỉ cẩm tiệm với cười á cũng được. Không phải là em kiết, do là em thấy cẩm thấy là nó phí quá. Phí quá đúng không? Ừ. Món gì thấy cũng đắt tiền hết, còn cẩm thấy hợp với mình thì thôi kệ. Yeah. Còn gì nữa không? Dạ em mà nóng tính hơn em, mà mỗi lần nóng tính lên là chưa biết đúng hay sai vậy đó. Vui la xong rồi quăng đồ nữa. Trời ơi. Dữ gì hả? Nhưng mà được cái quăng đồ á, lựa mấy món rẻ quăng. Chắc là giờ kiếp quá. Giờ kiếp quá.
Thế là quan là mình có tính toán à. Còn em có những cái gì mà bất ngờ ở chồng em không? Sau khi cưới nhau thì em thấy là ảnh bao đồng, ảnh là kim đủ thứ trên công ty hết. Có lần á, ảnh gọi điện lên công ty em á, nói là tí nữa anh qua công ty đón em về luôn. 5 phút sau gọi điện lại, bây giờ anh có việc gấp. Thì hai thằng bạn trên công ty anh nó có mâu thuẫn cho nên đi giải quyết mâu thuẫn đã. 2-3 tiếng sau là mới thấy xuất hiện lại. Tại vì hai người bạn đó là thân với em và điện có mâu thuẫn thì em chờ anh chút rồi anh đi qua ngồi chuyện. Nhưng mà có khi nào bao đồng với bạn gái nữa không? Gái trai gì cũng vậy hết. Ai trên công ty á mà người nào buồn thất tình hay là có bầu có thai gì là cậu biết hết. Vậy đó là chuyện này dạ. Nó có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Trong công ty của em á thì cũng có những cặp vợ chồng mà hiếm muộn á, người ta cũng tâm sự với em thì em cũng biết. Cho đến lúc mà người ta có người ta báo cho mình thì mình cũng vui quá trời luôn. Mình về mình kể là cho vợ, vợ kèm bầu đồng. Nghe em nói là vợ em á là nóng tính đúng không? Nhìn về là chắc là hay ghen lắm phải không? Chị hỏi thiệt là hai vợ chồng thì ai là người ghen nhiều hơn? Dạ em là người ghen nhiều hơn. Ghen thì không phải là ghen nhưng mà em hay suy diễn, tưởng tượng. Suy diễn à? Đâu? Dạ. Suy diễn sao? Do là cái tính của em bao đồng á thì em cũng quan tâm chăm sóc. Ví dụ như trong công ty thì mấy bà bầu á mà nhà em đi mua cơm hay gì á, rồi thì em đi mua liền, có gì đâu, nó bình thường mà. Trời ơi. Dạ em á ha, nghe bạn em kể lại, thằng Luân ha, coi cần nha, công ty đi mua cơm thì trong bà bầu gì á, hả? Cái mẹ bắt đầu suy diễn nha. Trời nắng thì em xót thôi nhưng mà không biết tại sao mà cứ ai có bầu thì nhờ gì anh cũng đi mua hết, không biết là có cái gì không. Tức là suy diễn đó, hơi bị nặng đô. Suy diễn hơi bị nặng đô một chút đúng không? Thì em thì cũng hay tưởng tượng nữa. Có lần sau khi cưới xong á thì có một cô bạn cũ của anh á thì có gọi điện cho em thì cứ kể chuyện tình yêu ngày xưa của anh á. Mà chắc cũng phải cả chục năm rồi, em cũng nhìn cũng bảnh bảnh nữa, cũng có bạn gái hồi xưa là bình thường. Thế là chị về chị hỏi cha hỏi em có đi Đà Lạt không? Ừ, anh có đi mấy lần rồi, có đi với ai? Rồi kể đúng cái tên của người đó. Mà trong khi trước đó là vợ em á đã nghe cái người kia là nói là hai người đó lên Đà Lạt chơi vui vẻ. Lúc đó thì sao? Nghe kể xong bắt đầu cái game lên. Em tưởng tượng là nên Đà Lạt là trời vừa lạnh không khí lãng mạn nữa cho nên là biết rồi không chơi biết là có đóng phim không biết có đóng phim tình cảm gì nó không biết. Thế là nguyên cả đêm đó em cho nên Đà Lạt. Nhưng mà em giận anh không thèm nhìn mặt đâu, em nhìn vô cái hình cưới của hai vợ chồng ấy em khóc. Cậu hoảng đi chứ nè, anh đây không cần phải nhìn vô hình đâu anh đây. Dễ thương. Trời ơi, vậy mặc dù là 29 tuổi nè, 27 tuổi, thực ra cái tuổi này cũng là một cái tuổi là chín chắn lắm rồi đó ha, nhưng mà tình yêu của các bạn á vẫn như là hai bạn thiếu nhi hả? Đúng rồi. Hả? Rồi bây giờ có muốn thay đổi gì về nhau không? Chung mà dạ em cũng quá tuyệt rồi. Thì chỉ có một cái là nó bớt đi một chút thôi, thì như là nóng á thì cũng từ từ đừng suy diễn nó giùm em là được rồi. Thì em thì sao? Em muốn chồng mình thay đổi điều gì? Bớt lề mề đi. Tại vì khi mình đã hẹn ai đó thì nên tới đúng giờ. Là chỉ có vậy thôi đúng không? Thực ra là các bạn vẫn là trong cái thời gian mà khám phá, tìm hiểu nhau và bắt đầu chấp nhận những cái cá tính riêng của nhau. Và với một cái thời gian chồng của em á, trường kỳ kháng chiến, chiến dịch gọi là đẹp trai không bằng trai mặt để mà được em như thế này á, thì chắc chắn là bạn sẽ rất trân trọng cái con người này. Và ngược lại khi mà em hiểu được cái tình cảm đó rồi thì em hiểu chắc chắn là không ai yêu em hơn chồng em đâu. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện về hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Yeah. Rồi mời hai anh chị. Trời ơi anh vui vẻ anh chăm sóc cho cô dâu quá là tỉ mỉ luôn nha. Chu đáo chứ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thịnh, xin chào chị Hồng Vân, em tên là Quỳnh Mai. Hiện em 30 tuổi, hiện em đang là giám đốc của thẩm mỹ viện VM Beauty, đây là ông xã của em. Yeah, xin chào Quốc Thịnh, xin chào Hồng Vân. Yeah. Em tên John, 44 tuổi. Em làm bất động sản ở Malaysia. Làm bất động sản ở Malaysia. Ở Mã Lai. Yeah. Anh là người Mã Lai hả? Người Hoa. Người Hoa. Người Hoa. Người Mã Lai gốc Hoa. Không biết cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau rồi để ý nhau rồi yêu thương nhau rồi bây giờ lại là làm vợ làm chồng với nhau. Thì 2013 thì em có một người bạn thân
cũng lấy chồng ở bên Malaysia. Thì cũng là ngày dịp Tết của Malaysia thì em qua đến chơi với bạn á. Thì cái người bạn của em là bạn của anh John. Sau lần gặp đó thì tụi em cũng chưa có cảm tình gì hết á. Thì em thấy sao anh hiền, hoặc sao kiểu như có cái cảm giác đặc biệt với anh á. Thì lúc đó thì anh cũng lớn hơn em 13 tuổi. Thì lúc đó em mới có 23 tuổi thôi. Mà lúc đó em nói chuyện với anh thì anh thì em nói bằng tiếng cũng chưa nói được tiếng Hoa. Mà tự nhiên giống như là kiểu như không biết sao là duyên á. Mình thấy sao quen thuộc lắm. Duyên phận á. Anh nói có duyên phận á. À, duyên phận à, dạ. Nhưng mà phải nói cái gì chứ không lẽ cứ nhìn vậy thôi. Cứ nhìn vậy thôi. Từ từ hợp. Lúc đó anh cũng không phải là cái tiếp người của em luôn. Em thì kiểu hướng ngoại, rất là kiểu thoải mái. Phải sôi nổi đúng không? Sôi nổi, đúng rồi, sôi nổi. Thì trong một cái đám bạn thấy anh ngồi một mình nè, kiểu lành tính lắm mà kiểu không có bắt chuyện đối với em nữa. Rồi em thấy sao lạ vậy. Xong lần thứ hai cũng vậy, kiểu như là mình cũng dễ thương mà sao anh không để gì tới mình vậy. Em hồi hộp rất sợ, anh không xin số điện thoại em luôn. Lần thứ ba anh xin. Mà xin sao? Cái thời đó là cũng xài iPhone rồi đó. Mà ta sẽ cầm điện thoại đưa xin số, anh lấy cái tờ giấy cuốn sổ xin em giấy. Em cũng xin xong về em cũng không gọi cho em luôn. Là cái lần đầu tiên mà ảnh nhìn thấy em á, là ảnh có cảm nghĩ như thế nào? Chế huynh nghĩa, dì xén thì tí xưa chậu rồi đó. Dù sao mô cảm chế. Ừ, chứ hào xong tí xưa khán đào chú ai sang ra nó y chen trông chính đó. Anh nói gặp lần đầu là yêu rồi. Ôi là cái lần đầu tiên đúng không? Cái lần mà đi chơi đầu tiên là đi đâu? Ở bên đó thì giống như shopping á, kiểu như mall á. Thì cái lần thứ tư em đi thì đi siêu thị á, gọi là đi shopping để mua đồ đó. Thì đi ngang một cái tiệm váy cưới, thì anh hỏi em Mary. Thì anh hỏi em Mary, mình lấy nhau nha, kiểu như là mình lấy luôn. Em mới nổi như vậy. Nhắc đến ảnh chạy vô anh mua chiếc nhẫn luôn. Ủa tại sao ảnh lại có một cái coi như lời cầu hôn mà nó rất là nhanh như vậy? Chứ sư xì quan như lòng cảnh chế ai mà nhưng chứ sư hào trong hình xấu hình vinh hào trong biết lau rồi tất cả mấy cái. Anh nói là anh muốn giữ cái mối quan hệ này mà anh muốn thân thuộc á, kiểu như muốn mình về một nhà đó, giống như cảm giác quen em, biết em từ lâu lắm rồi. Mà lúc mà ảnh nói em là Mary đi là em gần đâu luôn? Em nghĩ nó chơi á. Ta nói như vậy hôm nay mình nói không mình cũng ngại. Tức là với anh cái là anh đưa anh mình cười cười thôi, mình cười cười nói Mary. Không phải là đám cưới hả? Cái em nói hờ không, cái anh chạy vô mua đó. Thì em cũng nghĩ lúc đó là mình kiểu gì con trai thích mình mua quà tặng là chuyện bình thường thôi. Mua xong rồi lần đó em đi lên nhà của ảnh, trong cái chuyến đi đó luôn lên nhà mẹ anh luôn, dẫn em vào quán ăn một bàn tròn với gia đình ngồi luôn. Xong rồi về để bàn cưới á. À bàn cưới luôn. Xong rồi em phải về Việt Nam, em đi một tuần em về Việt Nam. Anh mà về trong Việt Nam. Một tuần chuyện xảy ra là đúng một tuần lễ. Lúc đó sao mình nghĩ sao mình liều quá vậy trời. Cái anh về anh dẫn đi chụp kình cưới, áo cưới rồi kêu đặt tiệc. Bao lâu? Một tháng sau hay là hai tháng sau? Một tháng. Xong rồi về em cũng dẫn về gia đình. Em kiểu như mình cũng thật. Nhưng mà bên gia đình của em thì có thấy rằng là cái việc gọi là hỏi cưới em nó quá nhanh như vậy. Gia đình em thì rất là thích, em có gia đình. Kiểu như là mình có nơi để gửi gắm á. Nhưng mà chồng em được cái là gia đình gặp lần đầu tiên cũng rất là mến luôn. Cũng tin giống như em luôn. Thì lúc đó em mới 23 tuổi, anh thì 36 tuổi rồi. Thì em nghĩ chắc chắn một phải có gia đình. Hai là nếu không có gia đình rồi phải có con. Thì anh nói không có con. Mà lúc đó tiện như cái duyên phận mình nghĩ là nếu anh có con thì em nuôi. Kiểu như mình không có chấp cái phần đó luôn. Nếu mà một con hai con gì cũng không thành vấn đề. Tại sao là... em lại thương anh nhiều đến như vậy? Em chắc yêu cái tính anh á. Yêu cái chịu chân thật của người ta đó. Mà chắc cũng có duyên nghiệp sao á. Chứ mình gặp là mình muốn gần gũi con người này liền, không có muốn xa cách không đúng muốn không? Xa cách. Và cảm thấy rất là happy đúng không? Sợ mất kiểu có như là em rất là hạnh phúc lúc đó đúng không? Đó, bởi vì hạnh phúc là lựa chọn đó em. Hạnh phúc là lựa chọn. Thì nghe, không đúng. Lựa chọn là thật sự em không lựa chọn và em không chốt đơn luôn. Là chưa chắc gì coi như hạnh em. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Lựa chọn yêu thương để rồi lựa chọn hạnh phúc. Hay không vậy? Rồi ở bên đó thì hai vợ chồng suôn sẻ hay có những cái biến cố gì không? Với em thì ở nước ngoài thì nó sẽ văn hóa nó không giống Việt Nam. Em gặp rất là nhiều biến cố luôn. Kiểu như là nó sốc văn hóa đó. Em có bị stress không? Chết. Là giai đoạn đầu đúng không? Em mới qua là em chết rồi. Ví dụ như tại vì đường phố này rồi ăn uống là cái quan trọng nhất thì mình không có ăn được món cái đó. Mùi đúng không? Mà em mới qua em cấn bầu liền, em bị nén liền. Đúng, trời ơi ngán mà thấy em hành anh rất là cực luôn. Mà em thấy anh khóc kiểu như em muốn về Việt Nam. Mà ảnh thì muốn lo cho em bên đây, xong rồi sanh xong thì ảnh lo cho em hết. Lo hết luôn. Tắm con, gặp con, giữ con. Quý tử mà. Bây giờ anh cũng vậy, ba bé về là anh cũng quan tâm con. Cái thời điểm mà Covid là hai chồng ở đâu?
mà không liên hệ được, em khóc không, bắt đầu em xuống tóc, xuống tóc em mới tóc em ra dài vậy nè. Lúc đó em kiểu như là mình biết rồi là mình nặng lắm rồi đó, mà xung quanh mình nhiều người mất quá. Xong rồi giữa đêm bác sĩ điện cho em, nửa đêm luôn, ảnh điện bác sĩ điện nói anh hỏi em ok không, hiện giờ tâm lý có ổn không, gia đình có ai bên cạnh em không, em với bọn nó có người nhiều người lắm, cái nói em là chắc anh không qua. Trời ơi gì đó, rồi sao? Trời ơi trời, sao em không sao, em cứ để cái cảm xúc mà khóc đi. Như vậy là ảnh nặng quá, ảnh là gọi là chết đi sống lại đó, đúng không? Và sao lúc đó thì như thế nào? Em nghe giống như cái đùng mà kiểu như sét đánh á, kiểu em điến không biết gì luôn á. Xong cái bác sĩ bên đó thấy em cảm giác không được rồi, hỏi em. Nói họ nói là ảnh không được thôi chứ ông nói anh mất mà. Xong nói em là em nói, em cầm giấy đi, em cầm. Hỏi em là ổn không? Cái em nếu em nói không ổn ổn á, bên đó người ta không nói sự thật cho mình nghe đâu. Người ta sẽ sợ mình xỉu lên ngất á. Cái em nói ok tôi đang ổn á, bạn nói đi. Bác sĩ nói là bạn ổn thì tôi mới nói tiếp, mà nghỉ ngơi đi. Cái em nói không, em nói ok, em gồng cái cảm xúc em xuống lại. Lúc đó em không khóc như vậy nha. Nhưng mà em nghẹn cái bác sĩ nói là mày anh cũng biết mà, bệnh của bà chồng bạn đã rất nặng rồi. Ảnh nặng lắm, tim gan phèo phổi thận ảnh hư hết rồi. Ảnh bà hư 75% á. Là cái cơ hội sống anh mất rồi. Thì bắt đầu em nói vậy bạn cẩn thận, bởi vì bạn bảo vệ sức khỏe mình nha, rồi gán giữ con rồi dặn dò mẹ rồi, em biết cái đó là anh báo rồi đó, là em kiểu như là tê người mới điếng á. Rồi lúc đó sao? Rồi thì có đó, một em nhà em lúc đó thì mình có được vô gặp không? Không ai được vô gặp, và không được gọi điện thoại luôn á. Lúc đó em đó mình không được vô, mà cũng bác sĩ cũng không cho mình liên hệ với bệnh viện, sợ phiền. Lúc đó nó chỉ có giường nằm là cũng rất là mừng rồi đó. Em hỏi John chị là lúc đó là cái điều gì mà làm cho John có thể mà gọi là vượt lên được cái sự sống chết đó? Không, Vinh Nghị, xong rồi Nghị trai nó có ICU à? ICU. ICU, Nghị giờ mò dân thì khởi xì lại á. Có cha đình tầm được đó, dân suy nghĩ, con nhỏ vừa yên tưởng cho bác yên anh ông kiểu tâm thời yên khi giờ trò hội đó. Anh nói tại vì anh đang hôn mê nhưng mà anh nghĩ nè, tại vì con còn nhỏ nè, rồi vợ rồi phải lo lắng á. Nhưng mà làm sao sau đó là làm cách nào á để có thể vượt qua được đó? Bác thì sĩ vẫn cho thở máy, vẫn cho uống thuốc hả? Cho thở máy thì lúc đó thì ta báo mình vậy, như lúc nào mình cần phải ngưng thở là hay sao không được thì ta báo mình tiếp. Lúc đó thì em cảm giác vừa hồi hộp mà vừa sợ điện thoại riêng á. Em hình như là lúc đó lúc điện lần thứ nhất là anh cũng nằm viện một tháng rồi. Một tháng em được nghe điện thoại gọi về là nói chồng mình vậy đó. Em vậy thì sau đó bao lâu thì em mới nhận được một cuộc gọi, tức là chồng em có một sự cải thiện và coi như là không nhưng mà chết. Nằm ở trong bệnh viện bao lâu, tức là anh bao lâu thì anh hồi phục? Chín mấy ngày rồi hả? Ba tháng mấy rồi? Không, ý anh đang nói là giữa cái lần mà em gọi một cái đêm bác sĩ gọi cho em là chồng em không ổn, chồng em không qua khỏi. Nhưng mà sau bao lâu thì bên đó mới phản hồi lại cho em? 10 ngày sau rồi điện thật nói là anh ngày. Có anh không có tín hiệu tích cực á, tín hiệu tích cực cái nhịp, cái độ tim của anh cao lên rồi mà anh vẫn chưa, có nghĩa là không phải là ngưng thở. Ok rồi thì lúc đó hồi hộp á, cái cơ hội nói là bây giờ tất cả đã làm hết rồi, lọc máu anh lọc anh làm hết rồi, quan trọng là cái ý chí của anh. Thì kêu em ở bên đó hay gọi là cầu nguyện á. Kêu cầu nguyện đi, mà thật sự tại nói cái cử cầu nguyện em còn cảm giác đau hơn nữa, kiểu như không có ai giúp được nữa, chỉ có trời giúp thôi đó. Thì bắt đầu xong vài bữa nói nửa đêm mà lúc gọi nữa. Mình mừng lắm, gọi là em mừng giống như là ấy, nhưng mà có lúc em sợ là gọi là báo mình cái không báo tử. Thì em điện cho anh chồng em với lại anh hai chồng em á, là anh em 51 mà anh thương lắm, gia đình thương lắm, thì em cứ điện khóc, mà khóc ngày khóc đêm, kiểu như mình cứ em nói đừng có giấu em nha, đừng nói em cứ nghĩ anh mất rồi không mà. Gia đình sợ em chịu không nói nên nói giấu em không á, nói đừng gạt em không, nó không có gạt. Nhưng mà anh phải điều trị bao lâu, tức là 3 tháng hả? 4 tháng
ba tháng mấy là ở trong nhà thương. Ừ. Là trong không thời gian có đó dây vô hết. Đúng một mình ảnh thôi. Đúng một mình ảnh thôi. Wow, với lại là y tá ở trong người ta lo cho ảnh. Lúc đó thì không được y tá lo đâu, chỉ có hơi thở cho mình thôi. Chồng em về 3 tháng mấy còn chưa có vệ sinh luôn đó. Là sao? Tại vì không, lúc đó bệnh Covid mà đâu đúng có rồi. Ai chăm sóc không, không có ai chăm sóc luôn. Thì chồng em nằm một chỗ thì lâu quá nó bị ngoại tử cái lưng luôn. Ngoại tử nguyên cái lưng luôn. Em hỏi coi lúc đó là John ăn uống làm sao? Người ta cho ăn uống như thế chồng nào? Chồng em lúc đó hực vật mà nằm ống, truyền ống. Có thở nè. Truyền ống. Truyền ống là nằm phù lên hết rồi truyền ống như đây nè. Mình cũng được biết về cái hoàn cảnh những bệnh nhân mà Covid mà trở nặng khi mà nằm, mà nhất là đã dùng tới ICU, tức là phòng chăm sóc đặc biệt, chăm sóc tích cực á, tức là vô trong đó là 9 phần tử và chỉ còn 1 phần sống. Lên 9 phần tử là chỉ 1 phần sống. Ít có ai mà ra được. Thật sự là như nãy John có nói đó, có thể trong cái lúc đấu tranh sinh tồn á, giữa cái chết và sự sống thì cái ý chí rất là mạnh. Nghĩ tới con còn nhỏ, nghĩ tới vợ ở nhà, mà đặc biệt là vợ người Việt Nam lại sống ở đây nữa thì nó mà lúc đó em kiểu như là mình yếu đuối quá. Mình cứ kêu tên á, kiểu mình kêu tên mình tức nó kiểu như sao một hộp. Lúc đó con gái Úc em mới có 4 tháng. Lúc đó ai nuôi em? Thì lúc em đó ở nhà thì ai là người mà gia đình chồng em lo lắng coi em như là coi như em hoàn toàn phụ thuộc thôi chứ đi làm gì đâu đúng không? Con mới có 4 tháng. Thì bình thường em cũng có công việc làm riêng, em có thẩm mỹ viện bên đó riêng, em có công ty riêng. Nhưng mà lúc đó con nhỏ quá đúng không? Lúc đó là em tinh thần thôi chứ còn có gia đình, có vú rồi mọi người giữ. Nhưng mà nói chung là tất có mọi người, gia đình chồng cũng lo cho em. Gia đình chồng nói chung cũng may mắn mà còn có cái cứu cánh đó. Chứ thật ra nếu mà không có gia đình chồng thì không biết sao. Đúng rồi, gia đình chồng em lúc đó là rất là nhờ gia đình chồng em mới vượt qua luôn đó. Và khoảng thời gian đó chắc người ổng bấm tông bấm teo rồi đúng không? Lúc mà đưa về nhà chồng em giờ còn mấy cái sẹo nè, sẹo nhiều lắm, tại lúc đó co giật á, kiểu như mình bị sản xong rồi mình về máu me cùng tùm lum, còn tại anh không có vệ sinh gì hết á, đâu có ai vệ sinh cho hả? Nhiều lắm chị ơi, biết bao nhiêu người mà chồng em nghị lực lắm. Chúc mừng John nghe. Nhưng mà lúc mà John về á là lúc đó là cơ thể thì chắc là ốm hả? Ốm còn là bao nhiêu lúc ký? Mà anh đi anh 97 kg, anh về anh có 57 kg. Anh chỉ còn xương với da. Rồi lúc về là ở bệnh viện họ đưa xe về hả hay đưa sao? Đưa xe mình đi rước nhưng mà phải 2-3 người cõng ginh về á. Chứ anh không có động đậy được. Lúc đó cái kiểu như là... Rồi về tới nhà thì bao nhiêu lâu thì mới hồi phục đi đứng rồi ăn uống và có được cái thân hình như bây giờ? Để trở lại như bây giờ. Thì gần đây khoảng trước đây 2-3 tháng, 3 tháng. Là vợ lo đúng không? Bữa hôm tóc anh rụng hết rồi giờ... Em thì cũng có mẹ phụ nhưng mà em phụ là chính, tại vì vệ sinh anh này nè. Trời ơi. Tôi một người nằm. Bây giờ phong độ quá luôn. Không ai biết luôn á. Không ai biết luôn. Nói cho John nghe đi. Hai chàng này hình xoay á. Đang chảy. Ôi ôi. Handsome. Hai chàng này đẹp trai. Không ai biết luôn. You are handsome, right? Em nói lọc máu nhiều quá, lọc máu mấy lần em sợ về đổi tánh nhưng mà cũng không đổi. Thật ra không riêng gì là anh Thuận với chị Vân và các bạn trong trường quay ở đây. Và khán giả khi đang xem tới đoạn này chắc có lẽ là mọi người cũng rất là bất nhớ ngờ. Nhớ lại đó, hoài niệm thậm, lại những thậm cái... Thậm chí mình, hồi nãy mình nghe em, anh nghe em kể về cái quá trình coi như chết đi sống lại của John, anh rất xúc động. Mà cái lúc đó em đang, trong cái tháng đó là chị Phi Nhung mất nè. Xung quanh mình cái thông tin bị Covid nó nặng rồi. Mà cái bạn, người bạn thân mà ngày xưa gieo duyên cho em với chồng em mất vào ngày đó luôn. Tháng 9 luôn, ngày 19 đó luôn. Là ngày cái tháng chồng em bị bệnh nặng nhất đó, là tháng 9 luôn. Là cái người bạn em gái nghĩ là đó mất đó, hết không? Rồi đó. Cái người đó con gái đúng không? Con trai. Con trai là con cái người là... bạn thân của anh này. Là Mai á, là Mai cho hai người là mất luôn. Mà bạn em có rất là nhiều người, mà cái người gieo duyên tại mình nghĩ sao? Mình cảm giác cái cơ hội sống anh cục cái đường đi của mình đó hả? Xong rồi em về chồng em nói là lúc đó ngủ nằm mơ thấy bạn em về kiếm ảnh. Rồi em cảm giác nên nổi bây giờ. Thấy bạn em có nghĩa là cái bạn đó đó về kiếm ảnh đó hả? Thế John, bây giờ anh muốn hỏi, Vận đang muốn hỏi cho anh em dịch lại nha. Tức là khi mà bắt đầu được có nghĩa là khi bắt đầu tỉnh táo đó, và nhận ra được những người xung quanh và biết rằng là mình vừa vượt qua cái cửa tử đó, không chết, thì trong đầu của John nghĩ gì? Và cái cảm xúc của John như thế nào? Căng hủy á. Thì hãy thì dân chai sèn hủy tâm trí là chai ti xưa này chai sèn thấu não là sèn sầm tâm trí á. Dù xin như sèn sầm, dù cám chết sầm. Hình to đến quân thì có cám chết. Tôi suy nghĩ gia đình đó, trong quan trọng nhất tôi là gia đình đó, con đó,
lọc bỏ lên. Anh nghĩ là cái là quan trọng là gì để lo cho vợ con này. Ừ. Anh vui con. Không? Lúc anh gặp em anh có khóc không? Em lúc khóc mà. Em khóc nhưng mà lúc anh nhận ra em anh về... gương, anh sẽ giúp em, anh kêu là tại vì lúc về Covid xong thì gia đình em lúc em chạy ra em mừng lắm, nhưng mà gia đình kêu em phải xịt vệ sinh này kia đó, nên em cứ nhào ra ôm á, kiểu như mình mừng á, không có gớm ghét gì chứ. Mà lúc mà ảnh anh xuống á, tại anh bự á, em ba bốn người kinh anh xuống á, mà ảnh mà té một xuống cái là anh bị luôn á. Rồi ảnh đi toilet anh thấy dìu anh em vệ sinh cho ảnh, mà mình từ nhỏ lắm mình cũng chưa có lần nào mà nuôi một người bệnh mà nằm cõi giờ liệt luôn đó, nằm luôn á. Anh phải vệ sinh, mà anh phải mỗi ngày em phải vệ sinh cái vết thương anh á, nhờ cái em cũng làm về thẩm mỹ, em cũng quen với máu, nó quen với khử trùng, chứ người bình thường nó thấy là sẽ ói đó. Thì nó bị dội, kiểu như muốn dội luôn đó luôn. Tức là hết bao nhiêu tháng ta? Lúc mà phục hồi lại hả chị? Về á, từ khi về đến nhà đó đến được như này là mất bao nhiêu tháng? Bây giờ đó nằm, anh nằm liệt mà em phải canh chăm ảnh á là 6 tháng. 6 tháng luôn. Wow, sự anh đi chân thấp chân cao, rồi anh phải đẩy từ từ. Lúc mà mới đầu từ chập chững đi rất là hồi hộp, bác sĩ nói chỉ cần quỵ xuống một cái luôn là anh thì kiểu như là đột quỵ luôn. Rồi mà... em nói là chúc mừng ảnh là người cực kỳ có ý chí. Ôi, chị nói là chị gửi lời, chị gọi là ngưỡng mộ khâm phục ảnh á. Cũng em cũng cảm giác ngưỡng mộ cái nghị lực của anh đó. Em trách nói giùm với ảnh cho chị đi. Anh nó có dùng nghị lực á. Gì đi rồi. Có nghĩa là sau khi bình phục lại rồi thì John có bị những cái tác dụng phụ hoặc là có bị ảnh hưởng gì những cái sức khỏe không ạ? Em thấy thì không. Không. Không, chỉ có cái là ngày xưa không có bệnh, bây giờ cũng hơi cảm nhẹ thôi. Còn các em không thấy ảnh hưởng gì hết. Thấy trẻ lại thôi à. Hỏi vui vẻ rồi. Bệnh xong đi bán nhà có bị lộn không? Thằng có mất trí nhớ không? Có bị mất tiền. Dù quan tâm sim à. Bán căn này mà đưa lộn căn khác. Vô mà liều ông chị đó đi chen á. Quên còn xí xí còn hỏi câu này nữa thôi. Là khi mà ảnh bị nhiễm Covid á thì trước đó là đã chích người chưa? Em với anh chích một mũi rồi. Mới chích một mũi thôi một thì mũi bác sĩ cũng nói em là nhờ ảnh sống là nhờ một mũi đó. Đúng nhưng rồi. Mà chưa chích nhưng... là cái cơ hội sẽ qua thiệt đúng rồi đó. Nhưng mà cũng không ăn thua đó em thấy không? Bởi một mũi cũng chưa ăn thua đâu. Bác sĩ cũng nói là... em cái tình trạng của em vợ chồng em là hơi hủ. Thiệt hy hữu, bác sĩ nói hy hữu quá hy hữu. Thì như hồi nãy anh nói đó, đã vô ICU rồi là chính cửa tử. Chỉ có một cửa sống. Mà mọi người vô ICU đa số là 2 tháng trở lại à. Chồng em vô ICU nằm trong đó tới mà người ta không có máy thở, chồng em nằm mấy tháng trong đó luôn. Thế là em phải cảm ơn trời Phật, cảm ơn thậm chí là y bác sĩ ở bên Malaysia đã giúp chồng em. Bây giờ qua cái phần mà những người mà người ta mà đã vượt qua cửa tử rồi thì em nói chị trời nó sống dai dữ dằn luôn á. Đúng rồi. Ông xã em nói vậy đó. Phải không? Đó, sống dài lắm. Bây giờ qua cái phần kia đi. Kể xấu đi chị à. Cái phần mà gọi là điểm yếu của chồng, điểm yếu của vợ đi. Đó. Thôi giờ hỏi hỏi John trước đi. Hả? Cô ấy có những cái điểm yếu nào? Điểm yếu nào không? Điểm nào mà John chưa hài lòng? Hả? Đi qua dù sao thì hãy bố mạnh y. Thật xấu đó. Ông chị mình. Chàng trinh đó. Chị nghe em nói mệt lắm, cỡ nói thật đi, anh nói không? Thì chắc là chúng ta hay sư truy cảm, hay sư dùng dầu nì đó. Không có dầu nì, chân được. Sao? Trời ơi, đối với John đó thì là vợ thì không bao giờ có thể có cái xấu được. Thực sự chồng em nói là nhờ em chị cũng nói chuyện bằng tâm linh đó. Không phải không? Em không bao giờ có thể đây này đó. Đúng không? Trời sao chị hay quá vậy? Em làm sao mà có thể có điểm xấu được trong đôi mắt của anh? Bởi vì em là người đã gọi là đưa anh từ cõi chết trở về. Chồng em vừa nói vậy luôn. Are you sure? Thật sự anh nghe tiếng Hoa được sẽ hiểu anh đang nói là không có nhờ em là anh cũng khó. Bà thấy ghê vậy? Đôi mắt âm dương. Hay quá. Anh thật, cái cảm nhận mình nó chứ cảm nhận. Ở thấy sợ thiệt ra. Không, anh nói như vậy đó, anh nói. Với lại cái tâm lý là như vậy rồi. Thực sự bây giờ á, sự việc nó mới đây mà em. 6 tháng trời nằm vợ chăm rồi mới đây thôi thì làm sao mà. Thứ nhất là lúc đó là nếu vợ không làm hết mọi thứ thì sao chồng được như này, cho nên là chắc chắn là em không có cái gì có thể làm ảnh không hài lòng được. Không, bây giờ thôi. Đó là điều chắc chắn. Nếu mà ảnh không nói thì bây giờ vợ tự nói đi. Tự nói đi còn đi. Có bao giờ mà ảnh hay phàn nàn em về một cái tính gì đó ở em không? Đó. Còn điều gì chưa có, mình cảm thấy là mình chưa có hoàn hảo.
mà ảnh ảnh luôn nói với em là em hoàn hảo rồi. Trời ơi sao vậy? Không, thôi. Bây giờ em tự nhận thấy là mình có điều gì chưa hoàn hảo, ví dụ em có ghen chồng không? Hay là em có hay nhõng nhẽo với ổng mà làm gọi là làm người ta ở tiếng Việt mình là làm tình làm tội á. Hay là có thích sôi nổi không? Có thích hướng ngoại không? Đó. Chồng em thì là người hướng nội, em là hướng nội, em là hướng ngoại. Nhưng mà những cái hướng ngoại đó có khiến cho vợ cho chồng em cảm thấy khó chịu không? Không, em thấy em khó chịu. À. Anh thương luôn cái sở thích của mình, thích luôn sở thích của mình, yêu luôn sở thích của mình. Rồi bây giờ tỷ dụ nha, nếu mà hỏi về một cái điểm gì đó ở John mà em chưa hài lòng. Có. Đó không? Thì có không? Không. Không có luôn. Không luôn. Rồi tôi không tin nha. Tôi không tin trên đời này làm gì có những người mà hoàn hảo hỷ. Bây giờ chị nói em phải tin cái cặp này. Phải không? Thực sự là phải tin cái cặp này. Tại vì nếu John không phải là người tốt á, thì ông trời không có cứu John như vậy đâu. Cái trường hợp của em là hy hữu luôn, đúng không? Đó. Cho nên em là cái người mà cặp cái cặp chân mày này, cặp chân mày rất là phúc hậu. Gọi là người rất là tốt, người không bây giờ tốt tính á. Bây giờ mình gán soi mối đi. Quá. Có không? Có không? Quá. Đang định soi mối chuyện đó đó. Thương con đó, quá. À, thương con mà chiều con không? Thương mà đội anh đầu đúng như đội đầu đó. Đúng xong rồi cái... con cũng thương lại á, kiểu như hai cha con hâm mộ nhau thì nằm đang nằm trong nhà là sẽ ba đứa sẽ đu ba cái đó, ba hướng trong cái đầu ba. Wow. Mẹ là qua một bên xong rồi nằm nó nói ba đẹp trai quá ba ngưỡng mộ ba đó. Ai ba mình đó? Thì em mỗi ngày mỗi diện em không thấy ba nó ba không thấy là bé khen em khen ba không mà. Nhưng mà ba đứa nó có ăn hiếp ba nó không? Ăn hiếp mà thương bất chấp á, kiểu có chưa bao giờ la con luôn không? Em la xót, em la kiểu như mình la xong thấy anh nhìn xót mình thấy cũng ngại ngại, kiểu mình căng quá mà hơi chiều quá thì thôi. Cặp này đặc biệt đó thì giờ về đi, em có muốn nói với chồng một cái điều gì mà đó, từ đáy lòng rồi. Của em nói với chồng đó, nhân cơ hội hai bạn tham gia cái chương trình này nó đúng sẽ rồi. Là một cái kỷ niệm cho sau này con cái nó rảnh nó cũng sẽ coi hoặc là hai chồng lâu lâu coi lại á, ôm lại con trai lớn em bây giờ đi học rồi đó, biết rồi cái kêu mẹ đi Mary là con. Tại vì nó sao tại sao hình cưới không có con xong bây giờ thích em Mary lắm đó, đó. Đi ba lắm vậy. Em nói với anh đi, em nói bằng tiếng Hoa của em cũng được, tiếng Hoa tiếng Việt luôn. John nói trước đi, mình đàn ông mà. Em cứ nói John có điều gì nói với vợ không? Dù chi hoa là dù sao hoa hoa giao kinh vợ chồng dù chi hoa giao chồng sàng hảo hảo tôi anh đi sinh đi sư đấy. Dịch cho tiếng Việt nó hơi kiểu sớm xuống kiểu vậy. Yêu cả một em một yêu đời, cả một đời anh yêu cả một đời em nói gì với chồng em đi, đứng lên cũng được nha. Ngồi cũng được sao đó luôn. Thì em thì lúc nào cũng muốn chồng em vậy thôi, ở bên em có sức khỏe. Thì em thì thấy công việc kinh doanh hay tất cả cái gì cũng quan trọng, gia đình quan trọng, nhưng mà sức khỏe quan trọng. Thì em muốn anh khỏe như vậy rồi. Nói với anh đi, em nói với anh nói bằng tiếng Hoa, nhìn vô mắt chồng nói cho chồng vui đi. Vợ chào kinh nghiệm gì anh chiều á. Thì chồng nhau nhau khoai lơ, khai xin đi khoai lơ đó. Ý chí không hung kiss. Thông dịch yêu hứa với em hãy nắm tay em đi suốt đoạn đường nha. Vâng, anh hứa anh sẽ có trách nhiệm với tình yêu của chúng ta, bởi vì hạnh phúc là lựa chọn. Anh đã lựa chọn yêu thương, anh đã lựa chọn hạnh phúc, và chúc cho các bạn hãy tận hưởng cái niềm hạnh phúc này suốt đời suốt kiếp và mãi mãi là một cặp vợ chồng yêu thương nhau và chia sẻ cho nhau dù ở dù trong hoàn cảnh nào nghe. Này.